Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang lên vườn trồng bích thái đang phát triển rất mạnh ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy giá mít có lên xuống bất thường nhưng với đặc tính dễ trồng, ít công chăm sóc và có thể cho trái sau 8 tháng trồng, nên lợi nhuận từ cây mít là không hề nhỏ cho bà con nông dân. Và để tăng thêm lợi nhuận cho vườn mít, cũng như tận dụng diện tích mặt ao, thì nhiều bà con nông dân đã kết hợp nuôi thêm các con vật thủy sản trong vườn mít, như cá, ếch và đặc biệt là nuôi ốc bươu đen. Nuôi ốc bươu đen tự nhiên trong vườn mít đang được nhiều bà con nông dân lựa chọn và bước đầu đem lại lợi nhuận khá cao, giúp bà con nông dân cải thiện đời sống và vươn lên khá giả. Hiện tại thì tôi có 4 công đất đang lên vườn trồng mít. Mít thì trồng cũng hơn được năm rồi, hiện tại thì cũng đang cho trái. Giá mít cũng lên xuống bất thường, có lúc là cao, có lúc thấp, nhưng nói chung là vẫn có lợi nhuận và thu nhập cũng tương đối ổn định so với các cây trồng khác. Thì tình cờ là tôi có xem trên YouTube á, thấy cái mô hình nuôi ốc cũng phát triển, người ta cũng nuôi nhiều quá. Và con ốc thì tôi thấy, tìm hiểu thì cũng thấy cũng dễ nuôi. Tôi cũng đi tham quan này kia đồ, nên tôi quyết định là tận dụng mấy cái ao trong vườn mít nè để nuôi ốc luôn. Nuôi ốc bươu đen tự nhiên trong vườn mít khá nhàn và không hề tốn kém về thức ăn, vì chúng ta có thể tận dụng các loại mít sơ đen không bán được để làm thức ăn cho ốc. Chúng ta cũng có thể tận dụng ao để nuôi bèo cám làm thức ăn cho ốc hàng ngày, hoặc ốc bươu đen cũng có thể ăn các loại thủy sinh có sẵn trong ao để phát triển. Thì việc nuôi ốc tự nhiên trong vườn mít này là khá là tiện lợi. Chúng ta chỉ có cần là trồng các loại cây thủy sinh thôi, như là trồng bông súng, rau muống, bèo, gông. Thì khi mà chúng phát triển kín ao hết á, là chúng ta có thể nuôi được thôi. Ao của tôi thì tôi nuôi bèo, bèo tai tượng. Cái loại bèo này là nó phát triển nhanh lắm, để làm thức ăn cho ốc, cũng như là cái có giá thể cho nó bám và làm mát nước thôi. Về thức ăn thì không cần lo, nuôi ốc thì không cần lo thức ăn. Nếu mà mít sơ đen đó chúng ta bán không được á, chúng ta cứ chặt quăng xuống cho nó ăn thôi, nó ăn nhìn ham lắm. Ngoài ra tôi thì cũng có một cái ao riêng, đất thì lên vườn trồng mít thì đào ao nhiều lắm, thì nuôi tôi làm cái ao riêng để nuôi bèo cám. Thì theo như tôi tìm hiểu á, thì bèo cám là nó ốc ăn nó nhanh lớn, nó phát triển dữ lắm. Mỗi buổi chiều thì tôi đi vớt bèo ra rồi tôi quăng xuống cho nó ăn thôi. Do không cần đầu tư lớn, nguồn thức ăn có thể tự kiếm được, nuôi ốc bươu đen tự nhiên trong vườn mít là dạng chăn nuôi khá nhàn rỗi, không cần vốn nhiều, không đầu tư thức ăn, nhưng vẫn đem lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên muốn đạt hiệu quả như mong muốn, thì phải nắm vững những kỹ thuật cơ bản, như chuẩn bị ao, khử phèn cho ao, trồng thủy sinh, đặc biệt là nguồn nước để nuôi ốc. Thì cái quan trọng là khi mà ao mà chúng ta mà lên vườn xong á, thì nó dư cái ao á, khi mà ao mới đào là phải khử phèn, xong rồi tới trồng thủy sinh. Tùy vào điều kiện của từng người thôi. Nếu người nào có bèo thì trồng bèo, không thì trồng rau muống, gông, bông súng, ấu. Nói chung là có gì trồng đó thôi, chứ không nhất thiết là phải cứ tìm bèo mà trồng. Nhiều ông tìm không được bèo rồi không nuôi luôn. Tôi thấy dễ thủy sinh thì cây nào sống dưới nước được thì mình trồng thôi, chứ cô quan đó dễ mà. Thì khi mà chúng ta trồng thủy sinh cho nó phát triển kín hết á, chúng ta mới tiến hành mà thả con giống được. Về cái nước mà để nuôi á, thì chúng ta nên
có một cái ao mà để ao lắng, thì khi mà nước mà từ sông nó bơm vào chúng ta cứ chứa vào đó từ 7 đến 10 ngày cho nó bay hết mấy cái thuốc hóa học đi, chúng ta mới bơm vào cái ao nuôi. Nuôi ốc bươu đen tự nhiên trong vườn mít có thể mang lại cho bà con nông dân nhiều nguồn thu khác nhau, từ trứng ốc, ốc thịt, ốc bố mẹ và con giống sau 4 đến 5 tháng nuôi. Đặc biệt sau vụ nuôi đầu tiên là bà con nông dân đã có thể tự tạo cho mình con giống để thả cho các vụ sau. Ốc thì nuôi tầm 4 năm tháng à, thì tự nhiên thì nó nhanh lắm, thì nó đẻ rồi. Khi mà đẻ thì cái thu nhập đầu tiên của chúng ta đó là cái trứng. Trứng giờ giá cao lắm mà, trứng giờ lái tới thu thì 300, còn mình bán thì gấp đôi luôn. Nói chung mà mình bán lẻ được thì bán, không thì cho lái thu. Cái trứng nó đẻ là mình thu vô, ngày nào cũng phải đi thu trứng. Đẻ bèo à, nếu mà cái ao mà mình kính bèo nó lên bèo đẻ, vớt thôi. Trứng xong thì còn muốn bán ốc thịt thì chúng ta sẽ cũng vớt. Nói chung là thu hoạch ốc dễ lắm. Muốn thu cái mình bưng lỗ, chiều chiều của mình chặt mít mình quăng xuống, tối anh bù lại ăn người ta à, xong vớt. Nói chung là nuôi ốc thì nó thu nhập được nhiều thứ. Nuôi ốc tự nhiên này thì không cần lo lắng nhiều về cái bệnh tật, tại vì mình nuôi tự nhiên rồi, chứ không phải như người ta nuôi thì trên bể đồ, nuôi số lượng lớn á, tại dùng thuốc men, mình cứ tự nhiên mình nuôi thôi. Nuôi tự nhiên này thì nó gầu cái là cái mấy cái thiên địch, nhưng mà hãy kính bèo là cũng chuột bẹp bẹp là cũng khó ăn nó lắm. Thì sau khi đẻ mà chúng ta nuôi mà được 4-5 tháng nó đẻ rồi, chúng ta phải thu trứng, phải bán mớ thì chừa lên mớ ấp lại thả xuống, thì chúng ta quay như vậy là chúng ta quay được cái vụ sau rồi. Nên cũng không lo lắng nhiều về con giống, chúng ta chỉ mua một lần thôi. Như vậy, chúng ta có thể thấy nuôi ốc bươu đen tự nhiên trong vườn mít là một hướng đi mới của bà con nông dân. Qua đó có thể thấy đức tính của người nông dân là luôn luôn học hỏi và tìm ra những hướng đi mới để giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho gia đình và cho xã hội.